chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái cập nhật liên quan tới đồng xrpd đây là cái sự kiện giữa ban quản lý chứng khoán hoa kỳ sec và công ty ripple thì bây giờ thông tin mới nhất đó là thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu thẩm phán đây là thẩm phán của cái vụ kiện này đó là chấp thuận cái yêu cầu của SEC để kéo dài giai đoạn khám phá dự kiện với lại công ty Ripple thêm 2 tháng thì có rất nhiều người theo dõi cái dự kiện này mà một trong những cái luật sư mà rất là nổi tiếng theo dõi sự kiện này đó chính là Jamie Hogan thì uh, Jamie Hogan nói là đây là cái thông tin không tốt tại vì đây đó có thể là kéo dài cái thời điểm mà chúng ta biết được kết quả đã có thể kéo dài qua tới tháng 5 của năm 2022 tôi biết là nhiều bạn Hy vọng là dự kiện này có thể khép lại trong năm nay và chúng ta có thể có cái sự tăng trưởng của XRP Nhưng mà bây giờ tình hình đó là dự kiện này có thể kéo dài cho đến tháng 5 của năm 2022 thậm chí là còn có thể hơn cái thời điểm này nữa để có một cái cuộc tổng kết là cái dự kiện này sẽ như thế nào Đây là điều mà thường biết là nhiều bạn không thích nghe nhưng mà thường cũng phải chia sẻ với các bạn Và đối với lại đồng XRP đó thì chúng ta thấy được là bây giờ vẫn còn cách cái định cũ khá là xa Chúng ta nhìn vào đồng XRP bây giờ đi thì chúng ta thấy được là tình hình đó, là cái đỉnh cũ của đồng XRP là lên tới là bao nhiêu? Lên tới là các bạn thấy là 3 đồng 40 cent, 3 đồng 40 cent 4 năm trước ngày 7 tây tháng 1 năm 2018 đồng XRP lên 3 đồng 40 cent. Bây giờ đó từ cái đỉnh xuống mức bây giờ vẫn là dưới 68%. Có nghĩa là chúng ta thấy được là đồng XRP bây giờ đã chỉ có là một đô la mà thôi chúng ta cần phải tăng rất nhiều từ một đô tăng tới 3 đồng 40 cent thì mới có thể đạt được cái đỉnh mới. Và bây giờ nhiều người lo lắng đó là tính theo chu kỳ thì bây giờ chúng ta có thể là thấy cái mùa tăng trưởng này kết thúc trước khi mà cái điều kiện này kết thúc cho nên đây là một chuyện điều mà làm cho nhiều bạn không thích nhưng mà đó là cái sự thật. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi tại vì bây giờ đó SEC nói là cần thêm thời gian để mà um, triệu tập thêm người ra tòa làm chứng lấy thêm thông tin vân vân đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn liên quan đến XRP chúng ta nói tới đồng Chainlink đi thì Chainlink hôm nay cũng có cái sự tăng trưởng thì một trong những cái thông tin lớn đó đó chính là AP Associated Press, đây là một trong những cái công ty truyền thông rất nổi tiếng và đã có mặt là 175 năm rồi. Thì công ty này đã có một cái đối tác với lại dự án Changlink và công ty này đó họ sẽ cung cấp những cái thông tin liên quan đến là tài chính, kinh tế, liên quan đến là những cái cuộc đấu thể thao, liên quan đến những cái cuộc bỏ phiếu cung cấp thông tin này cho Chainlink thì tại sao cung cấp thông tin này cho Chainlink thì một trong những cái bài viết mình thường đã chia sẻ với các bạn trước đây đó, bài viết này cũng được viết bởi bạn chồng ở trên kênh của Thuần Capital. Thì đây là bài viết liên quan tới Chainlink. Thì những bài nào mà không rành Chainlink là gì thì để Thuần chia sẻ với các bạn. Một cách đơn giản nhất đó, khi mà các bạn nhắc tới blockchain đó, thì các bạn sẽ liên tưởng đến những cái cụm từ như là minh bạch, không thể sửa đổi. Vì tập trung. đó là những cái trụ cột chính tạo ra giá trị cho các nền tảng của blockchain. Còn đối với thông tin đó, thì liệu chúng ta có một loại thông tin đúng sự thật, khách quan và phi tập trung để được chảy vào blockchain hay là không? Thì để thường tin cho các bạn thông qua bài viết này tại sao Chainlink lại quan trọng. Nếu như mà các bạn sống ở Việt Nam đó thì làm sao các bạn có thể biết được những cái thông tin từ những nước khác như là Mỹ, Hàn, Nhật, Trung đang làm gì và có những cái sự kiện gì mà chúng ta cần phải quan tâm nhờ có giao tiếp thông tin các báo đài internet mà chúng ta có thể kết nối cũng như là nhận và phát thông tin đối với các nước ngoài Việt Nam thế giới blockchain cũng như vậy đó là một cái thế giới khép kín tự động và hoạt động tuân thủ những quy tắc được đặt ra ban đầu nếu như Việt Nam đó không có giao tiếp tiếp cận thông tin từ các nguồn khác đó bên ngoài thì làm sao chúng ta có thể có giao thương phát triển cùng với cái phần còn lại của thế giới nếu như mà không có cái sự kết nối với thế giới bên ngoài đó thì blockchain mãi là một cái thế giới cô đơn, cứng nhắc và khép kín giống như là Triều Tiên và phần còn lại của thế giới. Ngoài đời thật đó, nếu như các bạn muốn cung cấp hay là xác thực thông tin thì các bạn sẽ có những cái công ty làm dịch vụ cho các bạn. Nếu như các bạn muốn đọc báo đó thì các bạn có thể là vào trang VN Express để mà đọc. Nếu như muốn biết giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đó thì có thể vào bài này để mà xem Nhưng mà với cái thế giới blockchain đó thì đó là một cái nơi tự trị và phi tập trung Thì những bạn cung cấp thông tin cho một cách tập trung từ các công ty ngoài đời thật đó và blockchain Thì khác nào phá vào bản chất của cái thế giới đó Giải pháp đưa ra đó chúng ta cần phải có một cái công ty, một cái đơn vị Đơn vị này đó sẽ đưa ra những cái tài liệu một cách khách quan và chính xác nhất vào blockchain Kể từ đó đó sự giao thoa giữa những cái thế giới thật và blockchain trở nên liền mạch hơn và đó là Chainlink nơi cung cấp cái thông tin một cách phi tập trung và cho hầu hết các nền tảng blockchain hiện tại. Thì Chainlink là gì? Để hiểu đơn giản đó, Chainlink là một cái mạng lưới cung cấp cái dữ liệu, giá cả, thông tin từ thế giới thực vào blockchain và ngược lại thông qua các node phi tập trung và thu thập thông tin từ các nguồn khác và được hợp đồng tổng hợp của Chainlink truy vấn xác minh lại chất lượng thông tin đó là đúng hay là sai, độ chính xác như thế nào là từ đó mới cung cấp thông tin đó đến các dự án phi tập trung. Ở trên blockchain thì để nói một cách đơn giản đó thì các bạn thấy được là nếu như các bạn là một người mà sử dụng cái ứng dụng phi tập trung ở trên Ethereum hay là Binance Smart Chain hay là bất cứ một cái chain nào mà các bạn thấy được là hợp đồng thông minh đó là các bạn giống như là cá cược đi thì cá cược là trận đấu bóng này đó là đội nào sẽ thắng đội A hay là đội b thì làm sao mà blockchain biết được là đội a đội b đội nào thắng đương nhiên các bạn cần phải có dữ liệu ở bên ngoài đưa vào trong mạng lưới của blockchain để các bạn thấy được là khi mà có kết quả rồi đó thì cái hợp đồng tương lai đã sẽ tự động xử lý và người thắng sẽ nhận được, được cái token người thua sẽ mất cái token của mình đó là cái sự hoạt động của blockchain đã tự hoạt động nhưng mà làm sao blockchain biết được cái thông tin bên ngoài là như thế nào cho nên chúng ta cần phải có một cái đơn vị cung cấp thông tin cho blockchain để cho blockchain biết được là tình hình bên ngoài như thế nào chứ nếu không blockchain làm sao biết được thì đó là Chainlink. Chainlink là một cách mà xử lý những cái dữ liệu một cách phi tập trung để đưa vào cho mạng lưới blockchain. Tại vì nếu như các bạn nói là các bạn kết nối trực tiếp với lại cái trang web mà cung cấp cái kết quả như là chúng ta nói tới ESPN đi thì làm sao các bạn chắc chắn được là kết quả đó là đúng sự thật? Các bạn làm sao có thể đảm bảo được là kết quả của ESPN là đúng sự thật? Không thể nào, đó là một cái công ty tập trung nó sẽ phá vỡ cái ý định phi tập trung của mạng lưới blockchain. Cho nên chúng ta cần một cái mạng lưới phi tập trung đưa cái thông tin vào một cách phi tập trung để cho chúng ta có thể hoạt động những cái hợp đồng ở trên những cái mạng lưới từ trị blockchain đó là cái sự hoạt động của đồng Chainlink thì bây giờ là các bạn hiểu qua cái bài chia sẻ ngắn này và cuối cùng là chúng ta thấy được một trong những đồng mà cũng có cái sự pump ngày hôm nay đó chính là đồng Shiba Inu thì đồng Shiba Inu này đó bây giờ là tăng 19% trong vòng 24 giờ qua, một tuần qua tăng 30%, thì hôm nay cái sự tăng trưởng đó là bây giờ nhiều người nói đó chính là liên quan đến là có một người ở trên Twitter đó chia sẻ một cái hình chụp lại. Hình chụp lại này đó là một cái bài bỏ phiếu đến từ Robinhood. Robinhood là cái sàn rất lớn ở Hoa Kỳ. Thì đây là một sàn mà chuyên về chứng khoán nhưng mà bây giờ họ cũng là khá là có nhiều những cái đồng trên mạng lưới của họ. Bây giờ đó, cái bài bỏ phiếu này đó, Robin Hood nói là bây giờ muốn có đồng nào trên nền tảng của Robin Hood, Cardano, XRP, Dash và có Shiba Inu. Thì nhiều người nói đó bây giờ là cái sự hứng thú liên quan tới Shiba Inu rất là cao và đây có thể là dấu hiệu là Robin Hood có thể sắp sửa list đồng Shiba Inu này lên trên sàn của Robin Hood. Điều này đương nhiên là chưa có được confirm gì hết Chúng ta vẫn không thể coi đây là cái thông tin thật Nhưng mà nhiều người cho đây là cái khả năng cao Là đồng Shiba Inu sẽ lên trên sàn Robinhood Tại vì những cái sàn này cuối cùng họ muốn làm gì Họ muốn có thêm người dùng ở trên nền tảng của họ Và người dùng cần gì họ cần phải đưa cái đồng đó lên Nếu như mà nhiều người chọn Shiba Inu Thì sẽ dẫn đến là Robinhood rất có khả năng là sẽ list đồng Shiba Inu Đây là cái lý do nhiều người cho là Tại sao đồng Shiba Inu lại tăng ngày hôm nay và chúng ta nhìn vào sàn Robinhood thì CEO của sàn Robinhood đã xác nhận là hiện bây giờ đó cái nơi mà chờ đợi để có thể là à, có cái ví điện tử của sàn Robinhood đã tăng lên tới một triệu người một triệu người đang chờ đợi thì chúng ta thấy được đó là tình hình đó là sàn Robinhood là một sàn mà các bạn chỉ có thể mua và bán mà thôi không thể di chuyển Bitcoin tiền của mình ra khỏi sàn Robinhood tại vì họ không cho phép hiện bây giờ nhưng mà họ nói là họ sắp sửa có một cái ví Robinhood để các bạn có thể là di chuyển Bitcoin của mình hay là tiền của mình hay là bất cứ cái token nào mà hỗ trợ đó ra khỏi sàn Robinhood thì đương nhiên đây là một điều mà nhiều người muốn tại vì các bạn thấy được là nếu chúng ta chỉ mua Ethereum hay là Bitcoin để trên Robinhood thì các bạn đâu có thể tham gia vào những cái ứng dụng phi tập trung để mà kiếm lợi nhuận cái bạn đâu thế nào mà gửi cái số lượng Bitcoin đó lên trên những ứng dụng như là BlockFi hay là Celsius để mà nhận lãi suất đâu cho nên các bạn để trên đó thì không được bất cứ một lợi nhuận gì cho nên bây giờ đó có rất nhiều người và chi tiết là một triệu người đang chờ đợi để có thể có được cái ví Robinhood để có thể đẩy crypto của mình ra khỏi sàn Robinhood và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách tờ bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được giảm 5% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến từ những cái partner như là sàn sinh Moon XBT hay là các bạn nhận được bonus đến từ sàn Bybit và sàn Bybit các bạn cũng có thể được giảm 10% cái phí giao dịch trong tháng đầu tiên nhưng mà đặc biệt đó là sàn Bybit và sàn MultiXBT các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể tìm hiểu rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là những cái partner khác các bạn có thể tìm thấy được những ưu đãi như là sàn margin FX, đây là một cái sàn mà đã trở lại một sàn mà trước đây nhiều bạn yêu thích nhưng mà nào mà đã có tài khoản đó thì không cần phải đăng ký lại chỉ cần kyc lại mà thôi còn là những người nào mà sống ở hoa kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là binance us hay là sàn coinbase cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lại mà các bạn có thể tìm hiểu và bây giờ bonus vẫn là lên tới 250 đô và đương nhiên tiếp tục hoàn nhiều bạn cũng đã rất quen thuộc rồi và một lần nữa thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn